Nếu các bạn đã từng chơi qua các bản mod pack như là Battle, Fantasy hay là Medieval Trung Cổ thì chắc hẳn sẽ thường hay bắt gặp những con mod này trong suốt quá trình khám phá. Để cho các bạn nào chưa biết thì đó là những con vật trong bản mod Alex Mod do nhóm SBOM Cella sáng tạo ra và cũng là cha đẻ của các bản mod đình đám như là Alex K, Iron Fry, Rush. Alex Mod là một mod chủ yếu là động vật, giúp làm cho môi trường Minecraft trở nên phong phú và sinh động thêm. Có đến 89 con mod được thêm vào và mỗi con mod đều đáp ứng một mục đích cần thiết về những vật phẩm, cơ chế, chức năng độc đáo của nó. Và mục đích của mình trong video lần này là khám phá và bắt nhốt tất cả các con mod trong 100 ngày Minecraft sinh tồn siêu khó Alex Mod. Ý tưởng và mod pack này đều được lấy cảm hứng từ Benda A. Các bạn hãy ghé qua và xem ủng hộ anh bạn này. Khi khởi đầu thế giới với bản mod này thì nó sẽ cho mình một cuốn sách, đó là từ điển tất tần tật về tất cả các con mod Alex. Và mục tiêu đầu tiên của mình là tiêu diệt con rồng Ender. Đầu tiên là mình phải đi lấy gỗ, đập đá, nung sắt, tạo cổng, tìm pháo đài, bém con quỷ lửa, bém con Enderman, tạo mắt giò tròn hô, bém vài con cụ, con bò, rồi bị một con mối nó gượt. Bém một con nhện, nhặt được chỉ, rồi chế tạo ra ba lô cỡ nhỏ, cỡ vừa, rồi lên luôn ba lô cỡ lớn. Bém năm nổ kiếm thêm hút súng. Mà ông nào xem tôi đi săn hang rồng dưới lòng đất thì cũng biết cái quả map này rồi. Kéo lên kéo xuống là thấy luôn cái thành phố cổ, gần đó luôn là cái tròn hô. Trên chuyến đi tôi cũng tìm thấy quả nút sắt nên cũng đào 20 mấy cục, rồi nung lên, chế luôn full set giáp sắt để chống tạo lại thế giới. Xuống dưới này gom hết sách đem theo vì đã có ba lô siêu to khổng lồ. Do tôi là con đổ nghèo khỉ, không có nổi một vũ khí tầm xa để phá pha lê đánh rồng. Thế là tôi đành nhờ vả cái bãi tuyết ở trên núi. À mà trước khi tiếp tục cuộc hành trình này thì mình muốn thông báo cho các bạn biết là Honkai Star Rail là game vinh dự nhận được giải game hay nhất năm 2023 trên Google Play và App Store, đồng thời còn nhận được giải game mobile hay nhất The Game of War 2023. Để mà nói về Honkai Star Rail thì chắc các bạn ở trên kênh mình cũng đã quá quen với tựa game này rồi. Đây là tựa game RPG vũ trụ kỳ ảo mới, game miễn phí đa nền tảng, có thể trải nghiệm trên PC, PS5 và thiết bị di động. Hiện tại game đang cực kỳ hot trên toàn thế giới, ra mắt gần 1 năm nhưng đã vượt qua mốc 100 triệu lượt tải về. Sắp tới game sẽ cập nhật phiên bản 2.1. Đây là phiên bản mừng kỷ niệm 1 năm ra mắt của Honkai Star Rail. Thế giới Benacony có thêm nhiều nhân vật, nhiều khung cảnh và cách chơi thú vị đang chờ mọi người đến khám phá. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với sự kiện mới của phiên bản kỷ niệm có tên là Cờ Hành Trình Vũ Trụ. Khi bắt đầu sự kiện, người chơi sẽ nhận được số lần đổ xuất sắc sau khi đăng nhập mỗi ngày. Dùng xuất sắc di chuyển trên bàn cờ có thể kích hoạt hiệu ứng ô khác nhau trên bàn cờ và đồng thời còn nhận được cơ hội rút thưởng cũng như phần thưởng đặc biệt. Phiên bản kỷ niệm này sẽ xuất hiện khung cảnh mới có tên là Khu Vui Chơi Glass Studio. Tại đây người chơi có thể trải nghiệm văn hóa điện ảnh độc đáo của Benacony tại công viên Glass Studio. Đồng hành cũng có bé đồng hồ và nhân vật EB hoạt hình nổi tiếng và trải nghiệm các trò chơi có thể tương tác, mở rộng lối chơi thu nhỏ. Bây giờ khi thu nhỏ để sắm vai người anh em Hanu, người chơi còn có thể trang bị ống phóng hỏa tiễn, bắn hỏa tiễn đánh bại kẻ địch. Ngoài khung cảnh mới, sự kiện mới mà mình vừa giới thiệu đến các bạn thì chúng ta chào đón thêm hai nhân vật mới sẽ xuất hiện trong phiên bản cập nhật 2.1 này. Đó chính là Echeron và Adventuring. Echeron là một cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng, ít nói và hăm sâu khó lường. Cô là một người lang thang khắp vũ trụ, thân phận của cô cho đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Cô ấy mặc áo khoác dài màu tím, mang theo một thanh kiếm dài. Mặc dù cô ấy nhìn thấy được bản chất của thế giới nhưng vẫn giữ được sự lương thiện trong tâm hồn. Echeron là nhân vật hư vô, thuộc tính lôi, có khả năng dồn sát thương vô cùng cao. Và nhân vật còn lại mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là Adventuring. Anh là một trong các tổng thanh tra của bộ phận đầu tư chiến lược công ty hành tinh hòa bình, là một thiếu gia khéo ăn khéo nói, giỏi ngoại giao và còn là một tay cờ bạc với phong cách đầu tư táo bạo, sẵn sàng đánh cược ngay cả khi chỉ còn một chút cơ hội. Adventuring là nhân vật bảo hộ thuộc tính số ảo, có thể công dụng nhiều lần khiên nhóm cho đồng đội của mình. Ngoài những nội dung chính mà mình vừa giới thiệu cho các bạn thì trong phiên bản 2.1 này sẽ có nhiều cách chơi mới chờ các bạn trải nghiệm như game đua xe 2D, quay phim, quán bar quái vật, sự kiện chiến đấu Fever Time, cờ hành trình vũ trụ. Và cũng trong phiên bản 2.1 còn có nhân vật mới 4 sao Gallagher sẽ ra mắt người chơi. Anh là nhân vật trù phú thuộc tính hỏa, là một quản gia cao cấp của khách sạn, là một người không chú trọng tiểu tiết, khá biến nhát và luôn đối xử lịch sự với khách nhưng vẫn rất là cảnh giác. Ngoài ra còn có xuất hiện thêm hai cảnh mới, mê cung mới, NPC mới, quái mới, hệ thống mới sẽ lần lượt ra mắt. Và trong phiên bản 2.1 này các nhân vật nổi tiếng như là Locha và Jin Liu cũng sẽ quay trở lại. Các bạn đăng nhập 7 ngày sẽ có cơ hội nhận ngay 20 vé tinh cầu đặc biệt miễn phí, có thể dùng chúng để rút Echeron hoặc là
loại Adventuring và người chơi còn có thể nhận được 1600 ngọc ánh sao trong các hộp thư. Để kỷ niệm 1 năm ra mắt Honkai Star Rail, đặc biệt tổ chức triển lãm online kỷ niệm, người chơi có thể check in 4 khu triển lãm theo chủ đề mà không cần phải ra khỏi nhà, bao gồm là Bellabot, Xianyu, Benakoni và Trạm Không Gian. Trong khu triển lãm, người chơi không chỉ có thể trải nghiệm một cách đắm chìm môi trường của khu triển lãm theo chủ đề, khám phá chứng màu trong từng cảnh, mà còn có thể xem phim thời gian thực, chơi các thiết bị trò chơi như máy gấp thú, vòng quay may mắn của Trạm Không Gian. Người chơi có thể nhận phần thưởng bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ tương ứng, bao gồm mã đổi thưởng và cơ hội rút thưởng hiện vật. Và link trải nghiệm mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn. Và còn phần triển lãm offline, lễ kỷ niệm để chúc mừng Honkai Star Rail ra mắt được 1 năm. Buổi triển lãm offline này sẽ được ra mắt mang đến cho người chơi toàn cầu sự kiện offline thú vị và cơ hội check-in. Và các bạn hãy chọn khu vực để tạo hướng dẫn check-in offline cho Honkai Star Rail. Đây là lời mời từ Benakoni. Chúng tôi sẽ nhanh chóng mở cánh cửa đến thế giới giấc mơ tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Các bạn hãy đến và tham gia lễ kỷ niệm hoành tráng hành tinh lễ hội Benakoni. Người chơi có thể trải nghiệm đắm chìm thế giới Benakoni ngay tại chỗ, tham gia tương tác và có cơ hội nhận được những món quà hậu hĩnh. Sắp tới thì game cũng sẽ xuất hiện thêm hai code mới cho các bạn nhanh tay nhập vào để nhận ngay 50 ngọc ánh sao. Và đó là tất cả những cập nhật sự kiện phiên bản mới của Honkai Star Rail. Link tải game mình đã để ở dưới phần mô tả và bình luận. Các bạn hãy tải về và trải nghiệm nó ngay đi nào. Và thế là mục tiêu đầu tiên đã xong, tiêu diệt được rồng Ender. Mục tiêu thứ hai là tiến xuống NCT lấy cánh cứng và chôm hết mấy món đồ xịn sò bên trong đó. Để tìm NCT dễ dàng hơn, mình đã phải kéo mát binh tầm nhìn. Và sau vài tiếng, mình tìm được 7 cái en. Và đây là toàn bộ đồ mình nhặt được để mình chuẩn bị là mục tiêu tiếp theo là phù phép, nâng cấp giáp và vũ khí. Đã xong mục tiêu phù phép giáp và vũ khí thì mình tiếp tục tạo động địa ngục để tìm đầu xương khô héo và ghé qua luôn những cái basin của bọn heo để chôm khối vàng. Rồi mình chịu hồi Wither, bẹp nó, lấy ngôi sao chế ngay đèn hiệu, kích hoạt lên 5 tầng, đạt móc đầu nhanh 2 để đào một cái hố. Sau khi đào xong thì mình đi lấy thêm những khối trang trí như là khối rêu, đèn nấm, đào thêm cát để nung thành kính, trang trí xương xương nữa là xong. Lấy căn phòng này làm mẫu để mà xây hết cho nơi này. Mỗi một mặt như này có 6 căn phòng, 2 mặt là 12, 4 mặt là 24, thì là nhốt được 24 con mod. Thêm một tầng như vậy nữa thì mình được 44 căn phòng, và thêm 2 tầng như thế nữa thì mình được 88. Bề mặt dưới căn phòng này mình đào sâu thêm 4 block nữa để làm hình một cái hố trang trí miệng hình tròn để mà nhốt những con có kích thước to lớn hơn. Một bên là sống ở môi trường nước, bên còn lại là sống ở môi trường dung nham. Thế là mình đã hoàn thiện xong cái phòng biệt giam cho tụi Alex Mod. Để bắt được những con mod đó một cách dễ như ăn bánh thì mình phải chế ra những sợi dây buộc phiên bản cao cấp. Ở đây có 6 loại dây buộc: dây vàng là để bắt động vật thường, dây xanh bắt động vật dưới nước, dây kim cương bắt được tất cả động vật, dây ngọc lục bảo bắt được dân làng, dây đỏ bắt được quái vật, cuối cùng là dây tím bắt được mọi sinh vật trên thế giới. Nhưng mà dây này chỉ có được khi mình chơi ở chế độ sáng tạo. Những nguyên liệu yêu cầu để chế ra một cọng dây buộc vàng là ngọc Ender, hạt vàng và những sợi chỉ. Chỉ với vàng thì mình không thiếu, là vì trước đó mình đi hâm rất nhiều nhà của tụi biết heo, giờ chỉ thiếu mỗi ngọc Ender. Thế nên là mình bay xuống Dien, đào một cái chỗ nhỏ sâu xương xương khoảng 3 block để tụi đã đến không bắt được mình. Chỉ cần đứng đây, nhìn thẳng vào mặt bọn nó là xong. Do là cái kiếm mình có dòng đánh mặt lùi nên mới áp dụng cái cách này. Nếu không là tôi đi vòng vòng cả hải tụi nó nãy giờ rồi. Nhảy lên 3 đập là đi một con. Qua ngày hôm sau, mình chế ra xương xương 31 cọng dây vàng để đi bắt cho nó đã. Trong danh sách mình thấy có khoảng 13 đến 14 sinh vật dưới nước.
Nên là mình bay ra sông, lặn lội, bem chụp con cá để nâng cấp lên luôn dây buộc xanh. Đầu tiên thì mình đi tìm những con mod mà chúng ta thường thấy nhất trong các khu rừng và đồng bằng. Và trước khi bắt một con mod nào đó thì mình sẽ đọc dò sơ qua yếu lý lịch của bọn nó. Như là con gấu xám này, tiếp cận gần quá thì nó đấm cho vỡ mồm. Con gấu này nó thích ăn cá và mật ong. Khi hồn phục được loài gấu này, mình có thể cưỡi nó. Còn nếu bị tấn công, nó sẽ bảo vệ mình. Có một điều ghi trong từ điển nữa là mình có thể lấy tuyết phủ lên người nó. Nên mình bay lên ngọn đồi, lấy ít tuyết rồi kiếm một con gấu làm thử thì nó hiệu quả thiệt. Và mình có thể dùng cái xẻng múc cái lớp đó ra khỏi người nó. Và thế là hy sinh đầu tiên của chúng ta là một con gấu xám vào trong ba lô thôi. Khi con gấu hẹo, nó sẽ gớt ra lông gấu. Lông gấu dùng để chế ra được vài thứ. Có thể pha chế thuốc ra được một loại thuốc kháng đẩy lùi, uống vào đi đánh lộn bao đã. Có điều mình không biết nữa là khi những sợi dây buộc màu vàng hết độ bền thì những con vật mình bắt nhốt bên trong đó để ở ngoài ba lô chính thì nó sẽ tự động hót ra bên ngoài. Mình phải đợi cái sợi dây này nó tự động hồi lại độ bền, hoặc là mình lấy một cọng dây khác. Con vật tiếp theo là con gấu mèo. Con quỷ này là chúa tể ham ăn. Cho bọn này ăn chả có ích lợi gì, nhưng mà tại tụi nó dễ thương nên tụi nó được cho ăn. Mình có thể hùng hóa bọn này bằng trứng gà. Hùng hóa được có thể đeo tấm thảm cho nó như là một cái áo, rồi ra lệnh đi theo, thả rong hoặc là ngồi tự kỷ. Và khi bị lên dĩa, gấu mèo sẽ có cơ hội rớt ra đuôi của nó, dùng cái đuôi nó để làm ra một cái mũ Fortman, đội vào tăng tốc độ di chuyển khi đi rón gán. Nó tự tựa như là cái cuốn sách phù phép gón gán á mấy ông. Chưa bao giờ tôi đi bắt mod mà nó dễ dàng đến như thế, khi mà có cái bản đồ này nó vô cùng tác dụng. Mình chỉ cần táp táp lên cái là nó đã hiện lên tên trên bản đồ, không khác gì hack map. Nạn nhân tiếp theo là anh bạn quả đen. Bọn này là loài gây hại, phá hoại mùa màng của mấy bác dân làng. Bọn này không sợ gì, chỉ sợ mấy cái đầu bí ngô. Nếu mà mình hùng hóa được bọn này bằng hạt bí ngô, mình có thể ra lệnh cho nó nhặt vật phẩm để vào trong rương y chang như là cơ chế của con LA. Và con này nó đặc biệt hơn con LA một cái là nó còn biết bảo vệ chủ của nó khi bị tấn công, và nó còn có thể gây sát thương gấp đôi đối với những xác sống. Con tiếp theo là gùi. Bọn này hít bu những sinh vật xác sống. Nếu nó hẹo, nó sẽ gớt ra dòi, và dòi là thức ăn để dùng phối giống cho nhiều loài khác. Nếu một con gùi nó tự tìm đường xuống được địa ngục thì nó sẽ đột biến trở thành mũi đỏ thẫm. Gần đó có một con chuồn hôi rất nhút nhát, sẽ bỏ chạy khi gặp người. Nếu tấn công nó sẽ bị nó điệt vào mặt và làm gây choáng bốc mùi. Đôi khi nó đánh gắm lâu quá sẽ tạo ra một cái vũng, và cái vũng này mình dùng chai múc lên chế ra được một tô súp và một cái súng chuồn hôi. Con quái nào đi theo bầy mà bị dính cái đòn này sẽ bị cho là mày đánh gắm hả mày, rồi bị anh em quay xe úp sọt hội đồng. Kế đến là chú chim rẽ cùi lam, cũng thuộc họ hàng nhà quạ nhưng mà không phá hoại mùa màng. Loài này mình không thể hùng hóa nhưng có thể làm đồng minh tạm thời. Khi mình cho nó ăn quả mọng phát sáng với một con gấu mèo nữa thì nó sẽ xông kiếm hột mít, biến thành Laga Lyso chương trình thường nhật. Yeah. Còn nếu cho nó ăn hạt thì nó sẽ hót vang, làm lộ vị trí của mấy con quái vật gần đó. Quỷ Tasmania, lúc đầu mình cứ tưởng nó là một loài chó, ai ngờ nó là một con hú có túi nhỏ nhoi. Nó hít nằm phơi người khi tụ tập với nhau, và cho nó món ăn yêu thích là thịt thối rữa, nó sẽ rú lên dọa tất cả những con quái gần đó. Không nói nhiều, chào mừng em về với đội của anh. Bay đến vùng núi tuyết cao chót vót, mình bắt gặp những con báo tuyết vừa săn xong một bầy ngựa. Săn ăn no xong rồi và lăn ra nằm ngủ, ngon dữ ta ơi. Những con mồm lèo này nó không hung dữ với con người. Bọn này săn mồi rất giỏi, hay bám đi theo sau lưng con mồi trước khi lao vào đớp. Và con mồi yêu thích của báo tuyết là bọn cụ AKA hủy diệt đồng cỏ. Ok, thêm một bé mồm lèo. Còn ngày hôm sau mình bay đến Savan để bắt những loài động vật ở đó, và tìm thấy nó là một con đà điểu. Bề ngoài nhìn nó rất tiếu, nhưng mà đụng va chạm nó rồi thì biết cái cảnh lên bờ xuống ruộng là gì. Bọn này thường hay đẻ trứng có màu xanh, trứng đó mình có thể nấu lên ăn. Còn khi hẹo nó sẽ gớt ra lông, và lông này mình dùng chế tạo ra một cái quần giúp cho người mặc vào né tránh một số vật bắn giống như mũi tên. Ở đây có một con tê giác có một cặp sừng siêu to, sẽ tấn công hút bất kỳ kẻ nào đối đầu với nó. Và tê giác cực kỳ ghét kẻ cướp, nếu mà nó gặp kẻ cướp là nó sẽ hút. Nếu kết thân với loài này, mình cho nó ăn lúa, nó sẽ thường đi lòng vòng bảo vệ những thứ để giúp đỡ nó. Và mình có thể dùng hút hiệu ứng bôi lên cặp sừng để nó tấn công gây hiệu ứng của loại hút đó. Linh dương là loài động vật ăn cỏ, có vú nhỏ nhất ở vùng Savan. Chúng thường đi theo bầy đàn. Nếu bị tấn công, cả đàn nó sẽ sủi cực nhanh như là câu nói nhà anh nghèo. Nghèo nhất khu nhà giàu. Còn khi bị hẹo, nó sẽ rớt ra sừng dùng để pha chế hút tốc độ. Và cũng trong lúc đang tìm hiểu con linh dương thì mình nhìn thấy một con phượng hoàng lửa đang bay trên đầu mình, nên mình bay heo tóm nó luôn. Loài phượng hoàng lửa này thường xuất hiện trên các đỉnh núi đá cao. Khi ở gần con phượng hoàng lửa, nó sẽ ban phước hiệu ứng bay lơ lửng. Còn nếu mình đánh nó thì sẽ bị ngược lại, đáp đất bằng mồm. Đến với những chú chuột túi hiếu chiến thích nhảy cà tưng, hồn phục đồ bọn này mình có thể trang bị giá vũ khí cho nó để đi chiến đấu cùng mình. Ui là trời, đồ nó còn giàu hơn tôi nữa kìa. Và loài to xác bự nhất trên cạn chắc chắn là voi. Voi nó có 3 loại, ngà ngắn, ngà dài và không có ngà. Hùng hóa một con voi thì mình cần một loại hoa có thể tìm được trong các khối lá cây.
Đối với loài con ngà thì mình phải hùng hóa từ nhỏ. Và nếu hùng hóa được loài này, mình có thể cưỡi, trang trí, chở vật phẩm. Đi đến khu rừng gỗ sồi gần đó, mình nhìn thấy một đám bò rừng. Tiến lại quá gần bọn này thì bọn này sẽ hút mình. Vì đây là một loài bò rất là hung hăng. Khi bêm được tụi bò này, nó sẽ rớt ra rất nhiều thịt hơn bò thường. Và còn rớt ra lông nữa. Lông nó rất dày, có thể chế tạo ra thành khói trang trí. Và nó cũng giống như con gấu, có thể phủ một lớp tuyết lên nó để thay đổi hình dạng mùa đông không lạnh. Bên trong khu rừng này còn có những con kiến sáng lá. Bọn nó thường hái lá trên cây rồi tha về tổ để sinh sản ra thêm kiến hở khác. Mỗi tổ như vậy thì sẽ có một con kiến chúa. Mà không biết sao con kiến chúa nó không ở trong tổ, nó đi ra ngoài này làm gì, để mình bắt nó luôn. Đã hết giai buộc bắt thú nên mình quay về đặt tuổi thú đã bắt được vào trong những căn phòng đầu tiên. Chúng ta có một con gấu, một con gấu mèo, một con quạ, con ruồi, chồn hôi, quỷ Tasmania, chim rẽ cùi lam, báo tuyết, đà điểu, linh dương, chuột túi, kiến sáng lá, bò rừng. Cũng may là con tê giác này nó vừa với căn phòng này. Còn con voi thì tôi chịu, về sau xây cho nó căn phòng bự hơn thì còn may ra. Chứ giờ thì vào ba lô ở đỡ đi bé ơi. Phượng hoàng lửa nó hơi to nên mình đành để ẻm đại như vậy. Sải cánh một cái là lấy hết thêm 2 căn phòng nữa rồi. Được 16/88, còn 72 con nữa. Trong lúc quay lại khu rừng, mình có bay ngang khu rừng gỗ Bạch Dương thì bắt gặp một loài sóc bay. Bọn này thường xuất hiện trong rừng Bạch Dương và hay bay qua bay lại các cây. Thức ăn ưa thích của nó là quả mọng ngọt. Nếu đã được hùng hóa cho nó ngồi lên đầu thì mình sẽ nhận được hiệu ứng rơi chậm. Bay trở lại khu rừng gỗ sồi, mình thấy một loài chim nhỏ nhất thế giới này, đó là chim ruồi. Loài chim này nhỏ và bay rất nhanh. Công việc chủ yếu của loài này là hủ phấn hoa và cây trồng. Ngoài mé rừng mình bắt gặp một bầy khỉ hài tu đang chạy cà lông nhông ngoài này. Bọn này mình thấy có 4 màu. Hùng hóa bọn này để làm đệ tử để đánh lộn rất ngon lành khi mà bọn này biết ném đá bảo vệ chủ của mình. Đi sâu vào trong rừng thì mình thấy một con rồng Komodo đang lè lưỡi. Chưa kịp xin chào thì bị nó táp cho một cái. Độc nó thốn. Trong sách nó có để là khi cho nó ăn thịt thối rữa thì mình có thể hùng hóa được nó. Tốc độ khi cưỡi con này nó chạy nhanh khỏi bàn. Lâu lâu nó cũng phun ra nước bọt dùng để pha chế thuốc giải độc hoặc là chế bóng nhờn. Trong các khu vực có tre gặm gạp thì thường sẽ có những con hổ. Loài này thường ngủ ngày và đi săn chủ yếu về đêm. Đối với loài hổ này mình không thể hùng phục được. Mình chỉ có thể cho nó ăn làm đồng minh tạm thời. Nếu bị tấn công khi mà mình có hiệu ứng của hổ, mình sẽ được con hổ bảo vệ như là đồng loại. Không hiểu cái kiểu gì mà con gấu trúc nâu nó xuất hiện ở cái map này. Bên cái map kia tôi kiếm muốn trầm cảm luôn không có. Giờ chẳng lẽ đánh chết con này cho nó chuyển sinh qua kia. Rồi mình đi sau, mình tìm thấy một cái hang tươi tốt, nên mình cũng xuống dưới đó để bắt vài con Bluter. Bluter nó là một sinh thực vật nhỏ hay sống trong các hang tươi tốt. Nhưng khi mình thuần phục nó bằng hoa, nó sẽ đi theo bảo vệ mình khi đi đào trong các hang động. Và mình còn có thể trang bị giáp cho nó là một cái chậu hoa. Đi sâu vào trong hang, mình có bắt gặp một lũ tiểu cường. Tiểu cường nó rất sợ ánh sáng, nên nó sẽ lẩn trốn đi ngay. Cánh của bọn tiểu cường có thể pha chế thuốc mùi từ chúng, giúp mình không bị phát hiện và vô hình trong mắt con rết khi đi đào dưới hang. Và cái bọn này nó có một cái rất là tếu nữa. Về sau mình sẽ cho các bạn xem. Quay lên mặt đất ở ngoài khu rừng, mình nhìn thấy loài chim tu căng. Chim này nó có nhiều màu sắc lòe loẹt. Loài chim này chủ yếu tạo hạt giống cây trồng khi đút nó ăn. Đút nó ăn táo nó sẽ ra chồi cây sồi. Đút ăn chuối sẽ ra chồi cây rừng. Thường ở ngoài mé bờ sông chúng ta sẽ hay bắt gặp một loài bọ sát hơi to và cực kỳ nguy hiểm. Bắt cái con này mà bắt không được thì chạy đi ông cháu ơi. Chạy đi. Còn nếu mà nó bắt được mình rồi, nó sẽ lôi xuống nước, xoay vài vòng cho đến khi không còn sau đó nữa. Da của cá sấu có thể chế tạo được giáp. Khi mặc vào nó sẽ giúp cho mình di chuyển nhanh dưới nước. Mà dăm ba cái con cá năm chèo này khóa mõm lại vả cho nó biết. Ở đây có một bầy gorilla đang họp gia đình. Bọn này có tính bảo vệ đồng loại cao nên đừng có đụng vào tụi này nghe. Nó đánh giá ba má nhìn không ra. Trong cái đám này con nào bự nhất thì lưng nó có màu bạc là con đầu đàn đó mấy ông. Nó vỗ ngực xưng tên nữa thì bắt nó lại cái rồi đi tiếp. Thú ăn kiến thì mấy ông biết nó ăn gì luôn rồi đó. Thực đơn chính của bọn này là ăn kiến sáng lá. Và khi cái con này nhìn thấy và phá tổ kiến thì nó cũng sẽ gây ra những loại vật phẩm khác nhau, có khi cũng sẽ hữu ích cho mình. Trong khu rừng tối sẫm, mình có thấy một con cú bo thu đang ngủ. Nó là loài chim lười biếng, chỉ săn vào đêm, còn ngày thì chỉ biết khò khò. Đi ra bờ sông, mình thấy có rất nhiều gùa đầm, mà chúng ta còn thường hay gọi đó là gùa sông. Bọn này khi mình đứng trên lưng nó, rồi nhảy lên cái nữa, nó có thể dội như là bóng bia. Ở đây cũng có những con cá chơi cỡ nhỏ và vừa. Cá chơi là loại ăn tạp, gặp cái gì nó cũng táp. Và mình có thể dùng xô múc bọn nó để đem theo. Loại cá chơi lớn hơn thì nó chỉ nằm ở vùng đầm lầy, nên mình cũng bay đến đó hốt luôn một con. Mà công nhận là cá chơi lớn nó bự thiệt. Cái bụ gâu y chang con tam ken. Trong khu vực này có cả rùa cá sấu, là loại rùa hung dữ. Nó sẽ tấn công bất cứ thứ gì trước mặt nó. Đôi khi dùng kéo mình cắt cây mai nó sẽ rớt ra vẫy. Và cái vẫy này dùng để nâng cấp thêm một bậc nữa cho cái mũ rùa, để giúp tăng khả năng thở dưới nước lâu hơn. Dạo một vòng ở đó, mình bắt gặp một con chăn xanh Nam Mỹ. Nhìn nó dài ghê thiệt chứ.
Xui là mình hết chạy bộ mình bắt nó rồi, nên là hẹn nó khi khác. Rồi mình lại quay về phòng biệt giam thả tụi nó vào. Một con sóc bay út, bốn con khỉ hài tu khác màu, sinh thực vật Fluter, rồng Komodo, con hổ không hề quạo, hai anh bạn Tiểu Cường, chim tu căng, cú po thu. Mình nhìn cái cặp mắt con cú này nó cho buồn cười chết. Gorilla đầu đàn, ông năm chèo nè, thú ăn kiến. Đến con cá chơi không hiểu sao nó bự quá chi rồi mắc kẹt vô tường hẹo queo, đáng đời ăn cho cố vô rồi mập như con heo. Nội không, cá chơi lớn là nó ở hết căn phòng này rồi. Chúng ta có một chú gùa đầm màu đen nè, đem nó đi tán dép chắc vui lắm. Ngay chỗ mình xây dựng địa bàn có luôn một bầy khỉ Zelada. Bọn này thường xuất hiện ở những vùng đồng cỏ cao. Lợi ích khi cho bọn này ăn lúa là nó sẽ giúp mình dọn cỏ xung quanh để dễ dàng xây căn cứ. Quay lại đầm lầy đi tìm con chăn xanh. Mấy con mod Alice mình để ý thấy là nó không bị despawn, giống như là con bò con cụ trong tự nhiên, nên cũng đỡ tốn một mớ hẻ ghi tên. Con chăn này nó sẽ lột da sau khi ăn no. Loại da này mình có thể chế ra một loại cờ đặc biệt, hoặc là chế tạo ra dây hồng lòng. Dây này xịn hơn dây buộc vì nó có thể buộc bất cứ con nào. Rời khỏi vùng đầm lầy, mình lại bay đến vùng savan. Mình bắt gặp một con sói bờm trông rất nghiện. Nó là loại sói nhưng mà thuộc dạng là sói ăn chay, chỉ ăn những loại quả. Khi cho nó ăn táo, nó sẽ bay lắc tỏa ra mùi hương, hu hút những con mót xung quanh lại gần. Đây là dân chơi bay lắc thứ thiệt đó mấy ông. Trên bờ gần như đã thấy hết mọi loài thì mình bay đến vùng mé biển. Thì có tìm được những loại cá như là cá chuồng, là loài cá có cánh giúp nó lao lên mặt nước và bay trong không khí khoảng cách xa. Khi hẹo nó sẽ để lại hăng xác nó, dùng để chế ra một đôi giày giúp mình lướt trên mặt nước y chang nó. Ngoài ra ngay chỗ này có những con tôm hùm siêu ngon mà mình chỉ được ăn trong game chứ ngoài đời éo có tiền mua. Tôm hùm nó có rất nhiều màu, khi hẹo nó gớt ra đuôi tôm là món khoái khẩu của các loài khác. Con tôm này mình có thể dùng xô mình bốc ra đem theo. Ở ngoài mé biển thì chắc chắn sẽ thường hay bắt gặp loài mòng biển, là mấy cái con mà hay kêu mối mối trong phim Đi tìm Nemo. Trong game thì nó rất mất dạy là nó sẽ bay đến trộm thức ăn của mình. Mặc dù nói là vậy nhưng mà con chim này nó không chỉ báo, nó có thể giúp mình một việc, đó là dò bản đồ kho báu khi mình có tấm bản đồ. Khi mà mình cầm tấm bản đồ dò kho báu ở trên tay mà mình cho nó ăn cái đuôi tôm là nó sẽ bay đến tọa độ dấu gương. Đó là một cách trả ơn rất là xịn sò đến từ vị trí của mòng biển. Rồi mình tìm thấy một con cá nhà táng màu trắng ngay ở vùng biển ấm, không biết là nó mắc cạn hay là nó đang bơi nữa, hay nó đứng yên một chỗ. Con cá này chắc hơi bị chiến khi mà trên đầu nó có quá nhiều vết sẹo. Cá nhà táng đi săn bằng tiếng vang nó tạo ra để đánh dấu vị trí mục tiêu, và đôi khi trong lúc đi săn nó sẽ rớt ra cây răng của nó. Nó để là hiếm khi tìm thấy một con cá voi trắng thì tôi ngớ người ra khi mà trước mặt tôi là nó đó, trắng bạch tạng luôn. Nó có để là khi một con cá nhà táng mắc cạn trên bờ mà mình giải cứu đẩy nó về biển thì nó sẽ nôn ra trả ơn mình bằng long diên hương. Cục long diên hương có thể dùng trao đổi với dân làng để lấy một số lượng ngọc lục bảo lớn, hoặc là dùng chế ra máy định vị tiếng vang y chang khả năng của con cá voi. Để mà tìm được một con cá nhà táng mắc kẹt ở trên cạn thì rất hiếm thấy. Thế là mình dùng dây mình bắt nó, thả lên bờ để nó mắc cạn, xong rồi mình đẩy nó xuống nước lại và nhận được long diên hương và thành tựu giải cứu cá voi. Easy game. Ở vùng biển này còn có một loại cá rất kinh dị, đó là cá nhám mang xếp. Hàm răng của nó sẽ phát sáng khi mà đã đánh dấu con mồi. Bị nó cạp cho phát là sẽ bị hiệu ứng chảy máu. Răng của nó cũng sẽ rơi ra khi đi săn, dùng để làm một chiếc khiên gây hiệu ứng rút máu nếu kẻ thù tấn công vào. Cá nhám mang xếp nếu mà nó ở càng sâu ở dưới đáy biển thì nó sẽ hay đổi màu và tốc độ di chuyển bơi của nó sẽ càng ngày càng chậm lại. Ngoài ra còn có một kẻ thù không đội trời chung của cá nhà táng ở vùng biển này, đó là loài mực khổng lồ. Nó là một loài mực trung lập không tấn công người. Khi mà để một con cá nhà táng và mực khổng lồ gặp nhau thì sẽ có một trận chiến lớn nổ ra. Hai con đánh nhau thì cá nhà táng sẽ rớt ra răng, còn mực khổng lồ sẽ rớt ra những cái xúc tu. Và cái xúc tu của nó dùng để chế tạo ra được một cái nỏ bắn xúc tu. Hả? Dạo quanh một vòng dưới biển thì mình gặp một con đuối nước đang cưỡi một con cá xương kiếm. Nó lao tới, nó tấn công mình, cà hãy với nó một hồi để dùng những sợi dây vàng xanh này nhưng mà không bắt nó được. Nó đâm muốn liệt người nên mình đành rút lui, rời khỏi chỗ đó. Đi dọc trên mé biển thì mình bắt gặp bọn hải cẩu đang nằm ngủ heo bầy đàn. Nếu mà mình cho nó ăn ba con cá, nó sẽ lặn xuống biển, moi một cái món đồ gì đó lên cho mình. Và trong sách nó nhấn mạnh là món gì đó như là gác. Thì mình cũng cho nó ăn ba con cá thử, rồi nó moi lên cho mình 15 cục sỏi. Thì mày đi! Quay lại ra biển, mình đối đầu và bêm hẹo một con cá xương kiếm. Nó rớt ra một cái nón Novelty, chủ yếu đội nhìn cho đẹp, và một cái xương cá là nguyên liệu để chế tạo ra máy tìm cá kỳ lạ. Bay về nhà là lúc trời tối hù tối mệt. Ngủ sang ngày, mình đặt những nạn nhân tiếp theo vào trong phòng thì để ý thấy có hai căn phòng lắp kính rồi mà không có con gì bên trong. Mình check lại phát thì mới biết hai con đó nó có thể despawn là con ruồi và hai anh bạn Tiểu Cường. Bỏ qua hai cái hàng khứa đó thì mình đi chế tạo ra loại dây có thể bắt được những con quái vật như là con cá xương kiếm hồi nãy. Chỉ có cái dây đỏ này mới bắt được nó.
Tóm lại là mấy con nào thuộc dạng quái vật là mình dùng đến sợi dây này. Nguyên liệu để chế ra là dây thuộc, que quỷ lửa, hạt sắt và chế xương xương ra 7 cái. Để đổi một cái thẻ ghi tên, mình cần đến 19 ngọc lục bảo. Mình không khùng mà chi ra nhiều đến như thế, nên là đi lấy lời nguyền, tạo ra cuộc xâm lược. Cho đến khi trời tối, mình mới chiến thắng cuộc chiến, quay về với 4 cái vật tổ và hiệu ứng người hùng bảo vệ làng để được giảm giá khi trao đổi. Giờ chỉ còn 13 thôi, giảm được ít cũng đỡ. Đổi 15 cái và đặt tên là đăng ký đi các bạn ơi. À không, 3 chấm. Ở căn phòng to nhất này là chỗ của anh bạn cá nhà táng. Với kích cỡ của nó thì cái chỗ này xém không vừa luôn đó mấy ông. Chúng ta có thêm một con rùa cá sấu, chân xanh Nam Mỹ. Nó quá dài nên mình phải mở rộng căn phòng bự hơn để có chỗ thoải mái để nó bò tới bò lui. Một con khỉ Zelda, một con sói bờm, con mối. Cái con hai cẩu này ở đâu nó cũng nằm được. Cái thứ gì mà lười biếng dữ. Đến với những sinh vật ở dưới nước thì mình có con cá nhám mang xếp, tôm hùm hai màu, xanh và đỏ, cá chuồng. Đối với con mực khổng lồ thì căn phòng này không vừa với nó. Nếu mà hả chung với con cá nhà táng thì còn cái nịch, nên mình đành cho ẻm tạm thời ở trong ba lô. Sau đó mình chế hai sợi dây vàng xanh, ba kim cương lại với nhau để ra được dây kim cương. Chế ra khoảng 8 cái. Mà nhìn xem, trời ơi, dây xanh biển lúc trước tôi chế lố quá, giờ dư cả đống mà chẳng làm gì nữa. Quay lại vùng biển, mình bắt những con cá xương kiếm. Thì cá xương kiếm bề ngoài nó có hai dạng, một là toàn là xương, hai là còn có lá cờ gách ở trên lưng. Thì mình lựa con có cờ trên lưng bắt về trang trí cho đẹp. Khi mình dùng sợi dây bắt những con quái vật trong ba lô chính thì nó có thể gây sát thương lên mình, nhưng đam gây ra hấp hơn. Chỉ khi mà mình để vào ba lô phụ nó mới không tác động được nữa. Bởi vậy hỏi sao mình cứ bị dính sát thương, máu nó giật xuống từ từ. Thì ra là cái bọn này bị nhốt vào rồi cũng không yên thân. Bay đến khu rừng thì thấy một cái làng, mà cái làng rừng này nhà cửa chủ yếu xây bằng kiện rơm. Cái làng này nó hên gặp mình lúc đã giàu có, không thiếu thốn thức ăn nữa. Chứ mà mình khởi đầu ở chỗ này chắc là cái làng này nó không còn cái nhà nào quá. Rồi mình bay đến vùng biển ngắm, nơi có bãi rạn san hô đầy màu sắc. Nơi này mình tìm được một con bạch tuộc biến hình. Nó có thể giả dạng thay đổi theo màu khói nó chạm vào. Để hùng phục được nó, mình cho nó ăn đuôi tôm hùm. Nó sẽ cosplay những con quái khắc chế những con quái vật đe dọa tấn công mình, và có thể dùng xô múc nó đi theo đỡ tốn dây buộc. Ở vùng này mình có thường bắt gặp những con cá mập đầu búa. Nó chỉ tấn công khi con mồi còn hấp máu, kể cả mình. Loại cá mập này nó cũng rơi ra răng trong lúc săn. Chiếc răng của nó dùng chế tạo ra một loại mũi tên có thể bắn bay được dưới nước và gây sát thương gấp đôi đối với những sinh vật biển. Ngoài ra mình có tìm được một con tôm bộ ngựa đang dí một con bạch tuộc. Đây là một loại giáp sát khổng lồ, có hai cái tay siêu khỏe, phá lốc và đấm bất cứ cây nào đụng tới nó. Khi hùng phục nó bằng cá nhiệt đới, mình có thể đưa cho nó block mà mình muốn phá. Nó sẽ đi tìm và phá block đó. Nếu hùng phục được con này thì nó là một tay sai đáng đồng tiền trong việc xây dựng đó mấy ông. Và đến khi trời tối, mình cũng bay đến vùng đất khô cằn. Thấy lều trại của mấy anh dân làng ấm cúng quá nên cũng ngủ ké lại một đêm. Vừa đờ mờ sáng dậy thì mình đã nhìn thấy một con gà lôi đuôi dài. Con này chạy cực kỳ nhanh và hay săn gắn đuôi chuông. Lông của con này có thể chế ra được một đôi giày giúp cho người mang chạy nhanh cực trên sa mạc. Khi tiến lại gần con rắn đuôi chuông, nó sẽ phát ra cái tiếng sẹt sẹt để đe dọa. Cố chấp lại gần nữa, nó sẽ hưởng cho một cái cạp với lượng độc dồi dào chảy khắp người. Còn khi nó hẹo, nó sẽ rớt ra cái đuôi chuông của nó, dùng để pha chế thuốc độc. Nếu mà kết hợp với chân ghét nữa là sẽ ra thuốc kháng độc. Hoặc là mình chế tạo ra một cái lắc lắc để cho tụi rắn nó bay. Bay lắc. Đi giữa sa mạc mình thấy có một cái hồ nước và bên trong đó có vài con chi-ốp. Đây cũng là loài giáp sát đã sống hơn 300 triệu năm về trước. Trong sách nó vẫn chưa dịch về con này nên mình vẫn không hiểu nhiều về nó. Trong lúc đó thì có một cơn bão đi ngang làm cho bầu trời tối đi, hay xuất hiện một con ếch mưa sa mạc kế bên mình. Bọn này chỉ xuất hiện vào những ngày u ám như ngày này và hay thường chôn giấu mình trong cát. Khi tấn công nó sẽ phù to lên để mà đe dọa mình. Mình thấy không sợ gì hết mà mình thấy nó đáng yêu hơn. Khi bắt những con quái bằng sợi dây thì mình phải đánh cho nó đến mức ngưỡng máu tử. Quái vật ở vùng sa mạc này là Mắt Bão. Mắt Bão là một linh hồn sa mạc, hình dạng như một cơn bão cát. Nó tấn công mình giống như những cơn bão cát, cuốn vào trong, xoay vòng vòng rồi hất văng đi. Khi bem nó hẹo sẽ có tỷ lệ nhặt được viên Mắt Bão, dùng chế ra được một chiếc túi hoặc là một cái máy rớt maker. Cung cấp đó đổ vào sẽ tạo ra được một cơn bão cát nhỏ. Đến với ông bắp cày ký sinh đã quá quen rồi. Mình từng đi săn con này rất nhiều bên series Better. Săn bọn này lấy vảy cánh của nó để kết hợp với cánh cứng để cộng được thêm giáp. Là loài ong bắp cày ký sinh khổng lồ, có độc, bị cắn sẽ cực khốn. Và nó thường hay đi săn những loài chăn đốt khác như là nhện về đêm. Sau một ngày dạy bay đi mãi mà mình chẳng thấy con gì mới lạ, nên mình đổi hướng bay xuống địa end. Mình cũng thử lấy con mực ra bảo kê để xem sao, thì thấy nó cũng ok phết. Cosplay luôn con Ripper, nổ đùng đùng. Đúng là ông vua hóa trang có khác. Ở bên dưới những đảo En sẽ thường xuất hiện một loại cá tuyết Ender. Chúng thường đi theo đàn và nếu bị tấn công, nó sẽ sủi dịch chuyển cực nhanh như là Enderman. Bắt loại cá này cực dễ,
Mình chỉ cần lấy cái show úp vô đầu nó, tiến vào hung lũng cho Rush sẽ hường thấy những con Enderiopay. Con này nó không phải là một sinh vật, mà là một cỗ máy tự động. Con này được tạo ra nhằm mục đích tiêu diệt bọn heo Enderay. Khi bị nó tấn công, mình sẽ bị dính cúm Ender rồi chết dần chết mòn. Để giải trừ được loại cúm này thì mình chỉ cần ăn quả cho Rush. Nhìn kỹ vào trong cái khối đó thì mình có thể thấy được con mắt Ender bên trong. Nếu mà nó lây dịch bệnh cho một loài nào rồi thì con mắt nó sẽ biến mất. Nó chỉ cần bám vào người con Ender, nó sẽ lấy được con mắt đó và tiếp tục lây bệnh. Khi bem hẻo con này, nó sẽ rớt ra các seed rất hữu dụng để chế tạo được pháo hoa và làm thay đổi biến dạng nhiều vật phẩm khác, và có thể chứa được tận một stack vật phẩm bên trong đó. Mình cũng có thể chế tạo ra được một con Enderiopay bằng cách đặt một khối cáp seed để con mắt Ender vào trong trên một thanh gậy en thẳng đứng. Còn đây là loài heo tổ tiên của tụi heo Overworld, heo The Enderbrae. Con này là con mà mình nói bị tụi Enderiopay săn lùng. Con này nó có thể bay lơ lửng trên không. Muốn cưỡi nó thì mình phải có yên cưỡi và một cái cần câu có quả cho rớt trên đó. Bóng ma là họ hàng xa của Phantom. Con này hay xuất hiện ở các khoảng không ở giữa các đảo En. Khi có thể tiếp cận lại được gần nó, mình có thể dùng dây buộc buộc nó vào. Nó sẽ đưa mình đi qua các đảo En dễ dàng khi chưa có Illyria. Để dụ được nó lại gần thì mình chỉ cần có trái tim linh hồn từ con cành cền dưới địa ngục. Một sinh vật nguy hiểm khác mình cần phải bắt là con Mimikyu. Nó hay tới lui ở trong các thành phố En. Con này nó cực nguy hiểm luôn chứ không phải là nguy hiểm nữa. Mình tấn công nó bằng cái gì là nó sao chép lại y chang như thế. Bất cứ thứ gì mình cầm nó có thể sao chép 100% công dụng. Cosmo là một con quái rất dị, thường lang thang trên các đảo En và rất mê ăn cá tiết En. Nếu đã hồi phục được loài này thì bạn đi bất cẩn té xuống The Void, nó sẽ ra tay cứu vớt cuộc đời bạn. Thế là đã xong hết sinh vật ở dưới DN, nên mình quay về lại tiếp tục thả những con vừa bắt được vào chuồng. Đầu tiên là ba con Triop, gà lôi đuôi dài, ít mưa sa mạc, tên bọ ngựa siêu to khổng lồ, nó bự gần bằng tôi luôn á trời. Rắn đuôi chuông, đặt tên cho tụi nó nữa, đố tụi nó biến mất được. Âm bốc cày ký sinh, cá mập đầu búa, cá xương kiếm, mắt bảo. Thế là đã hoàn thành xong một mớ nữa rồi, giờ đi ngủ. À quên, còn cái con Mimikyu này nữa, nguy hiểm vãi hò. Hai con cá tiết Ender, heo DN, Cosmo và cổ máy dịch cúm Enderiopay. Còn cái con bóng ma mình đã test thử nó bên thế giới sáng tạo là không thể dùng huyền bắt nó được, mà mình phải buộc dây thật nhanh trước khi thả nó ra, nếu không là nó bay đi mất. Quay lại máy mình đang chơi thử nhanh tay phát, hốt luôn nó vô đồ. Rồi mình chế tạo ra ấu trùng mũi đỏ thẫm bằng một con dồi với vòi mũi, lấy khối cáp xít đặt xuống, để ấu trùng vào chờ đợi một lúc, nó sẽ biến đổi thành sâu bí ẩn. Đem đi hạ xuống The Void thì nó cũng đã lộ diện. Sau hư không nó tạo ra những quả cầu tấn công và có thể tạo cổng dịch chuyển sang chỗ khác. Đang đánh với cái con này mà còn bị hàng đá đến nó dí mấy cây á chứ. Phiền đến nỗi mà làm bốc hơi luôn cái vật tổ. Điểm yếu của con sâu hư không là cái đầu của nó. Mình chỉ cần nhắm vào bắn tầm mười mấy mũi tên là nó đã hẹo rồi. Bởi vậy ta nói cung sức mạnh năm có khác. Tiêu diệt được con sâu hư không thì mình nhận được thành tựu này thì sâu với chúng tôi. Nó để lại cho mình hai thứ. Một là cái hàm, hai là con mắt của nó, để mình chế tạo ra một cây cuốc xuyên không, dùng để mở cổng không gian từ chỗ mình để quay về vị trí giường gần nhất. Để bắt được những con mod ở vùng hệ sinh thái hiếm gặp hơn thì mình đã chế ra la bàn thiên nhiên. Và nơi mình dò đi đến đầu tiên là khu vực mũi băng. Lúc bay ngang đại dương sâu thẳm, mình bắt gặp một con cá voi sát thủ, nên cũng tiện tay bới ẻm đi theo. Bay đến vùng băng thì mình bắt gặp một con hải cẩu, nó nằm ngủ cá đóng khò khò ngoài này. Mà màu của bọn hải cẩu ở vùng này nó khác hẳn mấy con ở vùng ấm, nhìn nó trắng hơn nhiều. Đi đến vùng tuyết sẽ có những con nai sừng tấm rất cao to, có thể phủ tuyết lên người nó như mấy con kia. Sừng của nó có thể tạo ra một lỗ mũ giúp người đội có khả năng đánh bật lùi. Khi đêm xuống ở dưới vùng biển băng sẽ xuất hiện những con sứa lượt. Sứa nó rất nhiều màu, khi bem nó sẽ rớt ra hạch 7 màu. Và cái hạch này có thể dùng bôi lên tất cả sinh vật. Nó sẽ biến thành LGBT 7 màu lấp la lấp lánh. Kể cả mình ăn vào, nó cũng biến thành như vậy. Gần ngôi làng tuyết, mình tìm được một bầy Thukin. Nó là tổ tiên của loài Hoodlin. Hai con hung hăng y chang nhau, gặp người là nó múc liền, bắt về bỏ chuồng chỗ cha rồi bay. Bay đến khi chiều xế tà, mình mới gặp được một bầy Frogstalker. Nó nằm ngay khu vực mũi băng. Cơ chế săn mồi của con này cũng giống như là loài khủng long tiền sử Velociraptor. Đi theo bầy đàn và săn mồi có chiến lược. Mình đánh nó thì nó sẽ tự rụng hết gai trên người. Nếu mà mình trúng cái gai đó, mình sẽ bị dính sát thương. Nó bắn ra hết gai trên người thì nó sẽ chống trơn. Gai của nó sẽ tự mọc lại khi mà nó ngâm mình ở trong nước. Mình cũng bêm một con rớt ra cái sừng, đem đi chế tạo với 5 cục băng nén, ra được một cái mũ. Khi đội vào nó sẽ giúp mình có thể hòa nhập. Và trong mắt bọn Rostucker, nó xem mình như là đồng loại. Bay đến đảo Nấm để bắt những con A mông mú, nhưng thật ra là Mungrus. Nó là một cư dân trên đảo Nấm. Cơ thể của nó có thể mọc đầy nấm, và nó cũng là người chăm sóc những cây nấm, có thể phát triển một cây nấm một cách nhanh chóng. Mình cũng bắt hết luôn bọn này để về sau làm vật thí nghiệm cho mình. Đến với đầm lầy nước,
mình bắt gặp những chú cá hồi lồi rất chi là miền Tây Nam Bộ. Loại cá này có thể bơi dưới nước, có thể đi trên cạn. Nó sẽ phun ra bóng nhờn khi bị đe dọa. Dạo quanh một vòng đầm lầy, mình cũng có thấy những con tôm bộ ngựa và một con cá sấu caiman. Mình chỉ biết nó là một loại cá sấu Nam Mỹ, mõm ngắn, nhỏ con. Sách toàn là tiếng Anh mà gặp dân dốt chơi game thì gọi sao dịch. Rồi mình bay đi lại gặp một cái đảo nấm khác, thì nhìn thấy một con hổ nấm ở trên đó. Biết được là loài hổ nấm này rất hiếm khi xuất hiện tự nhiên. Nếu mà mình muốn có được một con hổ như này thì mình phải cho một con hổ bình thường ăn rất nhiều bào tử mango. Bào tử mango mình có thể kiếm được từ những con manrus. Mình đã thử dùng mọi loại dây để bắt nó nhưng mà không được. Chắc con này là loại đặc biệt nên mới vậy. Thế là mình dùng đến cây cuốc xuyên không, tạo cổng, dẫn ẻm về. Quá là dễ. Chúng ta đã có thêm một con hổ nó ngáy như heo nè. Cá sấu caiman, cư dân manrus, cá thồi lồi, lợn tiết tuskin, nai sừng tấm, rose tucker. Vài ngày sau trôi qua, mình bay khắp vùng núi cao để đi tìm con chim đại bàng. May quá thì gặp nó ngay ở trên đỉnh núi. Nếu mà hùng hóa nó thì mình phải có dầu cá. Rồi mình có thể điều khiển và quan sát tầm nhìn của nó trong phạm vi nhất định. Giống như là tùy kỹ mất diều hâu vậy. Mé sông gần làng lúc trước mình đánh giật, có một con hú mộ vịt mà mình không biết. Nó bơi đủ kiểu suốt ngày ở chỗ này. Mình dùng số nước múc nó đem về và lấy khối gaston cho nó ăn. Để nó tìm nó đào những món đồ dưới đất sét lên cho mình. Đa số là dồi và những cục đất sét. Nhưng cho ăn đến khối gaston cuối cùng, nó đào lên được một cái mũ fedora. Đặt tên cho nó là Berry. Đội cái mũ lên nữa là Berry the Platypus. Dễ thương đó nhưng mà cũng phải vô chuồng. Còn cái con quỷ đại bàng này nữa, đi kiếm muốn hết pháo hoa. Quên mất là còn hai con sứa lượn nữa. Giờ chỉ còn vài động vật nữa thôi, như là con sên chuối ở trong các khu rừng taiga cổ thụ. Chất nhờn của con này có thể dùng chế ra khói để hút cạn nước như bọt biển. Mình đi trong rừng đến khi trời tối mới tìm thấy được con này. Còn ở đầm lầy thì có con cò mỏ dày lúc trước mình quên bắt. Không phải mà mình quên nữa mà là không thấy luôn mới đúng. Bay đến sa mạc khi trời tối thì mình cũng tìm được con chuột zebra. Loại này nó chỉ sống về đêm. Khi cho nó ăn hạt giống, mình sẽ được hiệu ứng vừa chạy vừa nhảy cực nhanh như nó. Đã xong trên Overworld thì đi xuống địa ngục. Nạn nhân đầu tiên là một con muỗi hít hút máu người. Nó hút no xong, nó dùng số máu nó hút được, nó bắn ngược lại vào mặt mình. Ở vùng đá Bazan có con Chandler, cũng thuộc họ hàng khổng lồ của kẻ sải bước dưới địa ngục. Con này gặp người là nó sẽ tấn công bằng cách nó bắn ra như những con nồng nọc tên là Charbo. Khi bêm nó sẽ có tỷ lệ gớt ra mảnh. Và cái mảnh này dùng để chế vài thứ như là một cái ván trượt trên lava. Chế cái ván trượt này hơi tốn kém khi mà cần đến 3 phôi netherite. Rubbia là động vật có túi hung dữ. Nó hay treo ngược trên trần nether, sẽ lao xuống tấn công bất chợt những con mồi bên dưới. Nó sẽ hường rớt ra móng khi hẹo. Và cái móng này dùng để chế tạo bật lửa và một cái vũ khí gì đó. Còn ở khu rừng kỳ dị có những con ếch xanh. Nó là loài ếch đột biến, hiền không tấn công người. Món ăn khoái khẩu của nó là ấu trùng mũi đỏ thẫm. Bay đến vùng đất linh hồn, ở những chỗ có bộ xương khổng lồ là nơi mà cần linh hồn thường hay lưu tới. Bem nó sẽ có tỷ lệ rơi ra trái tim linh hồn để mà dụ cái con bóng ma ở dưới địa end. Đánh nhau với cái bọn cần này cực kỳ ức chế. Mình bắt ngay một con rồi rời khỏi chỗ này, không phải dây dưa níu kéo gì với bọn nó. Và mình cũng có bắt thêm một con mũi đỏ thẫm khác nữa để mà làm thí nghiệm chung với cư dân Manrush. Ở dưới hồ lava thì mình thấy một con Leviathan đang chiêm ngưỡng tạo hình của nó thì bị một con rắn xương tấn công. Bem con rắn xương thì nó rơi ra hai cái răng. Và hai cái răng này dùng để pha chế thuốc nhìn trong dung nham. Để bắt được con rắn xương này, mình phải kiếm một gốc kẹt đánh rồi bắt nó. Cấu máu nó dần dần thì một lúc sau mình cũng bắt được. Quay về mình múc lava vào chai và pha chế với răng rắn xương để ra được thuốc nhìn trong dung nham. Chế thêm thuốc kháng lửa để bơi luôn ở dưới. Đã xác định được con Leviathan mà bắt đầu nắp hai lỗ hút đó vào. Mình nhìn thấy thuốc nhìn trong dung nham nó cũng bình thường, thấy nó cũng y chang vậy à. Gọi lao đến bắt con Leviathan thì nhận ra nó là một sinh vật không tấn công người. Ui là trời, vậy mà tôi chuẩn bị phòng thủ cho cố vô. Quay về Overworld, mình thả cư dân Manrush ra và lấy cái nấm kỳ dị đặt khắp người nó. Sau đó thả con mũi đỏ hẫm ra thì quá trình biến đổi bắt đầu. Nó đã đột biến thành một con mũi xanh kỳ dị. Và thế là đã xong những con mót trên mặt đất, địa ngục và đi gian. Để bắt được những con quái vật ở dưới đáy xã hội thì mình đã pha chế ra hút nhìn trong bóng tối để cuộc đi săn này dễ dàng hơn. Con đầu tiên là con mồm đi chơi xa. Con này chỉ có một tim thôi. Mà nếu bắt bằng dây thì con mót này nó không phải còn dưới 50% máu. Nếu mình đấm phát là nó hăng hiên luôn rồi. Nó sẽ tạo ra một tiếng ồn rất lớn, làm đánh động đến mấy con warden đang ngủ chui lên dí mình. Nên mình phải dụ nó đi ra thật xa khỏi cái vùng deep đất để mà tránh tình trạng bị mấy thằng mụ nó tra tấn. Cũng bắt thêm một con nữa nhưng mà không thấy. Nó biến về thì tôi nhận ra là trước đó tôi quên đặt thẻ ghi tên cho nó. Trong lúc đi kiếm con khác, mình gặp một con ghét bị Saitama cho một đấm.
Để nó cắn thì cách tốt nhất là viết di chúc đi. Chân của con rết này có thể chế tạo ra được một loại quần giúp người mặc di chuyển dễ dàng trên tường như nó. Đến con mồm Bichesa thứ hai thì dụ được vào trong kẹt rồi. Nhưng mà sau lúc biến về, còn nó tự đi biến qua lại, nó kẹt tượng hèo queo. Đến con thứ ba thì may quá là nó qua an toàn rồi, lại luôn cái ông cố nội to mồm này. Nhìn kỹ thì nó có khác gì mấy con đời ơi phiên bản đột biến nhiễm Squirt đâu. Mà tôi cũng suy nghĩ là nếu mình dùng hút độc, mình chọi vào mặt nó rồi mình bắt nó, chắc có vẻ dễ dàng hơn á. Căn phòng con rớt mình đã xây cho nó to bự hơn, chứ mà nó di chuyển một phát là lòi hết cả người ra ngoài, nhìn trông phát ớn. Trời ơi tôi khổ quá mà, tôi đi có mấy ngày thôi mà mấy ông ra nông nổi rồi. Mình có pha thêm hút ném gây sát thương và hút nhịn đêm, rồi đi đến khu mỏ bỏ hoang để tìm những con ma đầu mỏ. Đi táp táp nhìn trên bản đồ một hồi thì mình cũng thấy tụi nó. Ma đầu mỏ có thể đi xuyên tường và không thể tác động gây đam lên nó bằng tay, ngoại trừ khi có hút mình đã pha chế là hút gây sát thương. Khi mình lại gần nó sẽ vô hình, đi xa ra mới nhìn thấy nó. Mình cũng thử quăng ra những quặng khoáng sản để cho nó nhặt, nhưng mà nó bị làm sao á, nó kẹt tường hay gì rồi. Gõ gàng là nó có thể đi xuyên tường, nhưng mà lại bị kẹt tường là sao. Đến khi mình dùng thuyền, mình bắt nó ngồi lên và quăng ra nó mới chịu nhặt. Và khi nó nhặt được cái quặng khoáng sản của mình rồi, nó sẽ luôn hiện hình được một khoảng thời gian. Và cái quặng khoáng sản nó nhặt được từ mình, nó sẽ đi kiếm cái loại quặng khoáng sản đó để nó đào. Và mình cũng không thể dùng sợi dây mình bắt con ma này được, nên mình đã tạo cổng không gian đưa nó về. Mà không hiểu sao nó lên được trên kia mới ác chứ, cho ngồi lên thuyền là khỏi chạy đi đâu hết. Và cũng có tỷ lệ mình bêm con ma đầu mỏ nó hẹo bằng thuốc, nó sẽ rớt ra cây cuốc đào của nó. Lúc này nhân phẩm tôi thấp nên nó không ra. Sau một lúc đi ở dưới hang, mình cũng bắt gặp thêm một con ma nữa. Lần này là ma cổ dài, nó tấn công mình bằng cách giãn cái cổ dài ra. Đa số cái đầu là điểm yếu nhất trên cơ thể, nhưng mà cái con này nó ngược lại, phải đánh vào cái mình nó mới thấm. Khi nó hẹo thì nó sẽ gớt ra những cái gân đàn hồi, chế tạo với móng rớp bia thành roi dây trần. Cách hoạt động tấn công gây đam y chang cái cổ của con ma này. Và hiếm hơn nữa là gớt ra cái kimono nó mặc. Khi mà mình mặc vào, mình sẽ chung lập với toàn bộ tất cả quái vật, là trở thành anh em xã đoàn gặp nhau không bêm nhau á. Đi sâu vào trong hang thạch nhũ thì mình cũng thấy nó, đó là con lăn đá. Một khi cái con này nó lăn là như động đất tới chơi. Mà không hiểu sao nó lăn nó đẩy mình xuống lava, còn nó nhảy xuống heo luôn. Nó mất gần hết cái máu nên mình cũng hốt nó, đỡ mất công phải ra tay. Con lăn đá này nó có thể gớt cả cái vỏ và dùng cái vỏ này chế tạo giáp giúp người mặc có thể lăn như nó. Rồi khi mình quay về nhà thì mình nhận ra còn vài con mình chưa bắt nữa, như là con cá giọt nước. Con cá này nó nằm sâu trong hang nước ngầm dưới vùng biển sâu. Nó ở dưới nước thì màu nó hơi tối, nó lên bờ một cái là nó như cục thịt di động. Và mình có ghé lại vùng biển để săn thêm xương cá kiếm, quay về dùng lông diên hương và răng cá nhà táng để chế ra một cái máy. Chế thêm lần nữa với bóng nhờn và xương cá kiếm thì ra được máy dò tìm cá kỳ lạ. Cách hoạt động của máy dò tìm cá kỳ lạ này y chang mắt dò tròn hô, nhưng mà cái này nó sẽ tạo ra một luồng sóng về một hướng. Bay theo hướng la bàn chỉ dẫn thì mình thấy hai con rồng Komodo ôm ấp nhau hạnh phúc dữ, rồi bị phát hiện tạp cho một cái vì cái tội nhiều chuyện. Rồi khi bay lên dùng cái máy dò thêm một phát nữa thì nó chỉ xuống dưới, thì mình biết là gần ngay cái chỗ hai con rồng Komodo nó mới ôm ấp hồi nãy. Không còn phải dò nữa, mình dính bản đồ kéo lên kéo xuống là đã thấy. Rồi bắt đầu đào sâu xuống, mình đã tìm thấy cái hang của loài cá này, đó là cá nhám hang quỷ. Cá này mình chỉ kiếm được khi mà có máy dò tìm. Bọn cá này nó sinh sản cực nhanh khi mà cho ăn rêu, và mỗi lần ăn như thế nó sẽ nhả ra bóng nhờn. Ba con to xác nhất khu này là voi, cá voi sát thủ, mực khổng lồ. Mình phải phá hết những căn phòng khác mới thành một căn phòng lớn cho ba tụi nó đó. Và mình chỉ cần bắt một con đó thôi là mình đã hoàn thành 88 con mod. Và cái con cuối cùng này, nó tên là Tiên Tri Phía Xa, giống như cái tên của nó đó, là mình phải đi cực xa thì mới tìm thấy được nó. Con này nó thường xuất hiện ở rìa thế giới, mình phải chuẩn bị mắt Ender để trở về, rồi dùng cái cuốc xuyên không để vào cắp ship cho nó biến đổi thành cái cuốc xuyên không bị vỡ. Cuốc xuyên không bị vỡ khi tạo ra cổng sẽ cách được khoảng 1 triệu block. Cứ thế thì mình đào và đào đến đó, cho đến lần thứ tư thì nó đã gãy cò mờ nó rồi. Khúc này bị cắt thì mấy ông cũng biết tôi làm gì đó. Xẹt một phát mình đã đến được rìa thế giới. Đây là điểm giới hạn của thế giới Minecraft. Giờ thì mình đi vòng vòng gần cái rìa thế giới này chờ đợi nó thôi. Sau khi đứng AFK khoảng 20 mấy phút thì nó cũng lú ra, nó kiếm mình. Con này có 70 máu thì nhìn cũng mạnh đó, nhưng mà đâu có mạnh bằng mình. Và đó là tất cả 88 con mod mà mình đã bắt được. Các bạn thích con nào nhất thì để lại bình luận ở phía dưới nha. Còn mình thì thích nhất cái con này nè.